đi chơi nha. Cậu đi đi. Sao con nụ nó càng lớn càng đẹp vậy trời? Càng ngày mày càng đẹp gái vậy. Phải chi hồi đó mày làm tôi tớ, giờ lớn lên làm vợ lẽ cậu hai là sướng rồi. Khi không lấy thằng nhóc đó, nó có biết gì đâu mà hưởng. Thiệt là ổn quá. Cậu hai, cậu hai đừng có nói như vậy, không nên đâu. Rồi ai nghe được là chết tôi á. Cậu nói đúng chứ có sai đâu. Nhìn mày mơn mởn xanh tươi mà dò dỏ một mình, phải phí của trời không? Đúng là củ khoai nấu với củ mì, chờ cho mì chín còn gì củ khoai. Nụ nè, cậu tiếc, bây giờ cậu ăn giùm được không? Cậu hai, cậu đừng làm vậy, tội cho tôi lắm. Trời ơi, mày còn làm bộ thanh cao nữa. Nè, cậu hai Trương Phong Điền này mà để ý rồi là phước ba đời mày rồi đó. Nói nào ngay, mợ hai của mày không đẻ được cho cậu đứa con trai. Mày cho cậu nha, mày làm vợ lẽ của cậu đi, thì coi như cuộc đời của mày lên hương. Cậu hai, dù gì trên danh nghĩa tôi với cậu Út cũng là vợ chồng với nhau. Cậu là anh chồng, tại sao lại buông lời bỡn cợt như vậy? Rủi tay vách mạch rừng, có phải là làm trái với luân thường đạo lý hay không? Mày cũng biết đó chỉ là danh nghĩa thôi sao? Chứ mày nhìn đi, thằng Út nó bao nhiêu tuổi, nó làm ăn được gì đâu. Mày đừng làm bộ thanh cao với cậu hai. Cậu hai, cậu chịu hết nổi rồi nụ ơi. Cậu hai, tôi xin cậu mà cậu hai, cậu đừng có làm như vậy, kỳ lắm. Cậu mày, hai, mày làm cái gì vậy? Cậu mà. Tao thấy mày dễ thương thì tao thương mày thôi mà nụ. Cậu hai, mình chịu cậu đi. Hai, cậu hai, mày làm vậy lẽ cậu hai đi nụ ơi. Tôi lại cậu, cậu đừng có làm như vậy mà cậu hai. Mày làm vậy lẽ cậu hai. Mở ra đi. Mày. Cậu hai à? Ấy da, ấy da. Trời ơi, nụ, mày dám cho tao hả? Nè, tao nói cho mày biết nha. Mày đừng tao để ý là mày mai bước mày lắm rồi đó. Cậu hai, chiều tao đi nụ. Anh hai, sao anh hai nhận chị nụ vậy? Không nhận em. À thì anh hai nhận Út nè. Đâu? Cậu hai, cậu làm như vậy cậu Út đau đó. Cậu Út, tới giờ rồi, mình vô phòng thôi. Để bà Năm không thấy mình, bà Năm la đó.